Gia Bình chính là flagship Brief của nhà dầu đen. Như chúng ta đã biết thì Brief cũng có bàn phím cứng QWERTY giống như ở trên BlackBerry Passport. Clip này mình thực hiện là để cùng các bác tìm hiểu xem có gì hot trên cái bàn phím này. Nếu như ở Passport chúng ta có một bàn phím QWERTY 3 thanh thì ở trên Brief là bàn phím trượt ra có 4 thanh. Khi nhấn vào thì độ đàn hồi rất là tốt, mềm hơn so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên đến một đứa có bàn tay nhỏ như mình cũng cảm thấy là nhiều lúc dùng bàn phím hơi khó, bởi vì thực sự thì phần trượt lên không rộng cho lắm và kích cỡ các phím cũng hơi nhỏ. Mặc dù vậy thì mình nghĩ chúng ta không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Này nhá, các bác thích màn hình lớn này lại còn đòi bàn phím rộng nữa thì quá là khó. Như bây giờ thiết kế lúc trượt màn ra như thế này thì mình đã thấy là dài lắm rồi nhá. BlackBerry Brief cũng nổi tiếng với bàn phím trượt có tích hợp cảm ứng. Khi bạn vuốt lên xuống thì nó sẽ có chức năng giống như touchpad ở trên laptop. Cái tốc độ cảm ứng của bàn phím thì cũng có thể thay đổi tùy theo ý thích, bằng cách chúng ta sẽ vào phần cài đặt, rồi tìm ngôn ngữ và phương thức nhập, rồi thay đổi ở trên phần tốc độ con trỏ của bàn phím. Đây. Với mình thì đây là một tính năng rất hữu ích, nhất là khi lướt web, nhưng mà chúng ta vẫn không thể lướt sang được khi xem ảnh, đấy cũng là một điều đáng tiếc. Ngoài ra có một điểm rất hay nữa là khi nhấn giữ mỗi phím, chúng ta có thể mở ứng dụng nhanh như là gọi điện này, nhắn tin, hay là kể cả bật những cái ứng dụng khác chứ không hề bị hạn chế như chỗ nào. Đây là một tùy biến rất thông minh và tiện lợi. Điểm trừ nhỏ là máy không hỗ trợ gọi tiếng Việt, vì thế mà ta sẽ phải cài ứng dụng ở bên thứ ba. Như ở đây là mình sẽ cài ứng dụng La Bàn Key này. Cứ tưởng chỉ dùng được với bàn phím trên màn hình nhưng mà cả bàn phím cứng cũng chạy ứng dụng này ngon ơ luôn. Để kết lại thì với mình bàn phím của Brief là một điểm mạnh của máy. Thiết kế đẹp, nhiều tính năng hay. Trong đấy thì cuộn trượt dây chuột là cái mà mình thích nhất và cũng dùng nhiều nhất. Mình sẽ gửi đến các bạn những bài trải nghiệm khác trong các clip tiếp theo. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà Media. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại lần sau.